bên tôi cũng thấy được không ạ? Rồi, và các anh chị cũng có thể là comment cho xuống cho Diễm thấy xem là ngày hôm qua của các anh chị là một ngày như thế nào. Mình đã có một cái sự thay đổi gì chưa? Chứ là ngày ngày hôm qua của Diễm là có rất nhiều sự thay đổi đó các anh chị. À, hôm qua là mình cảm thấy rằng là mình làm chủ tâm trí được nhiều hơn. À, có thể là trong ngày mình luôn gọi là nhận biết được cái cảm xúc của mình. À, có một ai đó tới, nếu mà họ nói gì đó, những cái điều mà mình cảm thấy là không có tốt đẹp á, thì mình ngay lập tức mình biết rằng là họ chính những cái con người đó, họ đang có những cảm xúc đó và họ đang đang gọi là tự nói chính họ để họ phải gọi là họ đã xả ra thôi, mà nó cũng không liên quan tới mình hết. Nên mà mình cũng rất là vui vẻ và hạnh phúc, và mình luôn giữ được cái cảm xúc của mình rất là vui vẻ hạnh phúc trong một ngày. Đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là khác biệt trong ngày hôm qua đối với mình. Và Diễm kể cái gì nghe một câu chuyện rất là vui ha. Đó là ngày hôm trước thì Diễm có đi ăn, đi 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 ăn cái chị, đi ăn tiệc, đi ăn lẩu cái chị. Mà khi mà mình ăn á thì mình múc một cái chén lẩu ra ở trên chén nữa, mà nước nó còn hơi nóng nhưng mình không biết, mình vội ăn thì thành ra mình cảm thấy là khi mà các anh chị ăn một cái ăn ăn lẩu đi mà các anh chị húp nước nóng quá thì mình sẽ cảm thấy như thế nào ạ? À? Trời ơi, sao nóng quá ăn không được. À, và lúc đó là Diễm mới học ra bài học như thế này nè các anh chị. Là do cái chén nó nóng là do mình nóng cái chị ơi, do cái nước nó nóng là do mình nóng. À, cái chị comment xíu chị ạ. Nói thua là chủ, do cái nước nó nóng quá hay là do mình nóng đây, do mình nóng lòng ấy, nóng lòng, do mình nóng ở đây là do mình nóng lòng á các anh chị. À, là do mình nóng lòng đúng không ạ? Và chị phát hiện ra là cũng giống như vậy nha cả nhà. Ờ, những cái điều nhỏ nhặt trong cuộc sống á, nó có thể là dạy cho các anh chị học được rất là nhiều thứ. Nên là mình hãy quan sát trong cuộc sống và hãy tích góp những cái bài học cho mình. Diễm thì Diễm không có thói quen đó là mình hay học được rất là nhiều bài học trong cuộc sống ha. Mà khi mà như vậy thì Diễm mới thấy rằng á là ừ nhỉ, nếu như có một một ai đó mà họ đang không vui, họ đang gặp một chuyện gì đó, họ đang rất là nóng, họ không có vui, mà ngay cái lúc đó mà mình bay vào mình nói á, chắc chắn luôn là mình cũng sẽ bị phỏng y chang như là mình ăn một cái chén nước nóng như vậy. Nên thành ra mình học bài học, nếu mà những cái người xung quanh của mình, nếu mà họ đang không vui, không, tốt nhất là chúng ta sao ạ? À, cứ để từ từ đã, để cho họ nguội lại, chứ lúc đó bay vô cái là bay vô cái húp nóng liền ráng chịu. Đó, cái đó là mình ráng chịu thôi chứ mình không đổ thừa người ta được là ừ sao lại bạn lại cái gì gọi là người ta gọi là cái gì ta, giống như là nóng cái việc này nhưng mà lại sao là tại sao lại tại lại 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 ảnh hưởng qua tới việc khác ấy. Mình cũng không thể trách như vậy được, mà mình phải hiểu rằng là trong lúc mà nóng như vậy, nước nóng như vậy thì chúng ta phải chờ nó nguội đã đó, thì chúng ta mới ăn được. Cũng giống như vậy cái chị ha, nếu những người xung quanh của mình mà họ đang chưa vui, họ đang nóng giận thì tốt nhất là chúng ta sao ạ? À? Im lặng ha, và cứ sao à? Cứ để cho nguội đã. À, lúc mà nguội rồi chúng ta có dễ ăn với chị ơi. À, rất là dễ ha. Đó là thường thường các chị nhờ những cái hành động trong cái cuộc sống thì Diễm đều học được những bài học hết. Nên là thành ra các chị hãy nhớ rằng là chúng ta là một phần của vũ trụ ha. À, tất cả mọi vật xung quanh của chúng ta cũng là một phần của vũ trụ, nên là các chị chỉ cần quan sát ha, mà mình thuận theo những quy luật vũ trụ thôi, thì các anh chị sẽ có được một cái cuộc sống rất là tốt đẹp. Cũng giống như vậy, ngày hôm nay thì chúng ta đi qua cái mối quan hệ nhiệm màu. Và giờ Diễm hỏi các anh chị á, là nếu như chỉ có một mình duy nhất ở trên cái thế giới này thôi thì mình có động lực đó, mình có động lực để mà tạo ra được hay những cái sản phẩm, hay là các anh chị nghĩ con người tạo ra máy bay để làm gì ạ? À, để phục vụ để phụng sự đó bà, cho tất cả mọi người trên thế giới đó, chế tạo ra điện thoại để về để chúng ta liên lạc với nhau. À, chế tạo ra xe để làm gì, để chúng ta đi làm, và tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta được tạo ra là để phụng sự, để phục vụ cho một ai đó. Và nếu như mà một mình thì Diễm nghĩ rằng là không ai có đủ để mà có đủ cái gọi động lực để mà có thể là tạo được cái này, tạo được cái kia, tạo được cái nọ để phụng sự cho tất cả mọi người đâu các anh chị ha. Nên thành ra là cái mối quan hệ xung quanh chúng ta rất là quan trọng. À, và có một cái thí nghiệm như này này các anh chị. À, có một cái thí nghiệm á, là những cái nhà khoa học họ lấy hai con chuột nhỏ ha,
Và sau đó là khi vừa chuột mẹ vừa đẻ hai chuột con ra, đó là họ lấy hai con chuột đó ra, và một con chuột á thì họ đưa nó ra họ nuôi riêng, còn một cái con chuột còn lại thì vẫn nó để ở ở với mẹ các anh chị. Và con chuột mà đưa nuôi riêng á vẫn cho nó ăn uống này kia bình thường, nhưng chỉ có một cái là không cho nó tình yêu thương thôi. Và cái chị biết là sau một thời gian thí nghiệm thì họ thấy rằng là những cái con chuột mà nó không có tình yêu thương á, có nghĩa vẫn cho nó ăn bình thường nha, chỉ có cái không có tình yêu thương thôi, thì con chuột nó lên đường hết, nó không sống được. Còn cái con chuột á mà nó ở bên cạnh mẹ đó các anh chị vẫn như vậy, thì nó rất là khỏe, nó lớn lên và nó sống rất là tốt. Thì những cái nhà khoa học đó họ mới chứng minh rằng là con người chúng ta cũng vậy. Nếu như mà chúng ta không có tình yêu thương thì mình cũng không có thể nào mà mình lớn lên như thời điểm hiện tại được. Chúng ta cũng đã có tình yêu thương của cha mẹ nè, hay là của những người xung quanh, hoặc là các anh chị cũng có tình yêu thương với những cái mối quan hệ tuyệt vời của mình, và có một ai đó cũng đã yêu thương mình, nên là thành ra là mình mới có được cái cuộc sống như ngày hôm nay. Nên là Diễm có thể nói là các anh chị, tình yêu thương nó là một cái oxy. Và các anh chị thấy rằng là cái người nào mà họ không có đủ tình yêu thương á, thì các anh chị thấy là cái cuộc sống của họ nó không có vui vẻ, nó không có hạnh phúc, mà nó cứ thấy gương mặt của họ tối ngày nó cứ nhăn nhó các thứ. Cái đó là họ do họ là chưa có đủ tình yêu thương, mà đầu đầu tiên đó là với cái mối quan hệ với chính bản thân của họ trước nha chị nha. Tại vì bên trong nó mới hiện ra bên ngoài, hay cái cách họ đối xử như thế nào đó là cái cách họ đối xử với chính họ như vậy đó. Nên là cái chị phải xác định rằng là cái tình yêu thương là một cái thứ rất là quan trọng ở trong cuộc đời chúng ta. Và nếu mà ai mà thực thi lòng biết ơn thì sẽ có được những mối quan hệ bền chặt hơn với lại gia đình của mình. Và khi mà các anh chị có lòng biết ơn á, thì tác giả nói nè, các anh chị sẽ có thêm được cái sự kiên nhẫn, có sự thấu hiểu, có sự đồng cảm, cái sự tử tế đó. Bởi vì là chúng ta bận bịu biết ơn cái người kia rồi, chứ không có mà để ý tới những cái gọi là cái sự chưa đủ của họ. Vậy ví dụ như này các anh chị, những kể cái chị nghe câu chuyện ha. Ví dụ như là ba mẹ của mình đi, tình yêu thương với lại ba mẹ của mình đi, đúng không ạ? Có thể là ba mẹ của mình cũng có thể là có một vài cái gì đó gọi là nó chưa nó không phải là ưu điểm đi ha. Ví dụ như là cũng có một vài tính cách nào đó nên nó chưa được cải thiện, đúng không? Nhưng mà đối với Diễm á các anh chị, là theo kiểu là lúc nào là mình cũng tràn ngập trong cái lòng biết ơn và tình yêu thương rồi, nên là thành ra là mình không có bao giờ nghĩ tới là ù ba ba mình có cái tính này nè, cái tính kia lại tính nọ chưa được, không bao giờ Diễm nghĩ tới điều đó cả chị. Và lúc nào mình nhìn cha mẹ của mình và mình gọi là yêu chính họ đó, và mình không có cần họ là phải thay đổi cái này đi, thay đổi cái kia đi, thay đổi cái nọ đi, mà lúc nào mình cũng biết ơn là vì họ là người đẻ ra mình, đúng không ạ? Và chỉ biết ơn như vậy thôi, và mình yêu họ là vì chính họ, chứ không phải là mình yêu họ và mình bắt họ thay đổi thứ gì đó, không có. Và nếu như mà các anh chị xác định nha, mối quan hệ vợ chồng của mình, đồ mà hay là mối quan hệ những người xung quanh, là một cái mối quan hệ giống như cha mẹ của mình á, là phải đầu tiên là các anh chị phải xác quyết bên trong tâm trí đó là một cái mối quan hệ gọi là bền vững cho đến trên 100 năm, như là mối quan hệ cha mẹ. Cha mẹ các anh chị, cái chữ bỏ được không cái chị ơi? Cha mẹ của anh chị có làm một cái điều gì đó mà nó chưa đúng, cái chị có bỏ được mà. Cha mẹ của các anh chị có chửi không? Trời đất ơi, ai mà chửi cha mẹ là hiểu luôn rồi đó. Đó các chị, đúng không? Trời ơi, người nào mà có mối quan hệ mà không tốt với cha mẹ các anh chị thì Diễm nói với các anh chị là đó là một cái vách ngăn rất là lớn trong cái sự thành công của mình. Tại vì cái tình yêu thương cha mẹ nó rất là lớn, và Diễm nói các anh chị, cái tình yêu thương mà càng lớn bao nhiêu thì nó sẽ là một cái động lực rất là lớn để cho các anh chị đạt được những điều các anh chị muốn. Nên là các anh chị thấy những cái người họ hiếu thảo với cha mẹ đó, họ muốn là giúp đỡ cho cha mẹ của họ có một sống tốt hơn hay gì đó, thường là các anh chị người đó có một sự quyết tâm và khao khát rất là lớn, và chính vì cái tình yêu thương lớn như vậy nó sẽ giúp cho họ có được một cái động lực mạnh mẽ để họ tiến về phía trước và đạt cho đến mục tiêu thì thôi. Vậy thì Diễm hỏi là nếu như mà các anh chị xem mối quan hệ vợ chồng của mình giống như cha mẹ của mình, cho dù cha mẹ của mình nói gì mình, hay cho cha mẹ của mình làm chưa đúng cái gì mình, thì các anh chị có bỏ được không?
Nên là cái mối quan hệ xung quanh của các anh chị nó cũng đến từ cái tư duy, từ cái suy nghĩ, từ cái cách mà các anh chị cho rằng mối quan hệ này nó là như thế nào. Nếu xác định đây là mối quan hệ, đây là cha mẹ của mình là xác định rồi đó. Và mình yêu thương họ là vì chính họ. Chứ không phải là bắt là thay đổi cái này đi, bạn thay đổi cái kia đi tôi mới yêu thương bạn, bạn thay đổi cái lọ, cái chai, cái này, cái kia. Còn cha mẹ của mình thì sao à? Đối với Diễm thì là lúc nào Diễm cũng cười cái gì. Mặc dù ba mẹ của mình có nhiều lúc là nói này nói kia, nhưng mà đối với Diễm là không cười. Cứ về là cười, cứ dạ. Ba mẹ mình nói gì mình cũng dạ, mình cứ cười. Đó, và mình biết rằng là có đôi khi là tính cách của ba mẹ của mình có một cái tính cách nào đó. Đó, và người khác nói rằng là ôi tính cách của ba mình thế này, tính ba mình thế kia, nhưng đối với mình sao ạ? Mình lại cứ cười. Đó, và mình chấp nhận ấy, vì vì sao ạ? Đó là tính cách của ba của mình. Đó, và bây giờ nó là mấy chục năm nay rồi. Đó, mình chấp nhận, mình vui vẻ, mình hạnh phúc và mình yêu họ là vì chính họ. Nên là nếu như mà những cái mối quan hệ của các anh chị mà các anh chị cảm thấy rằng là hiện tại là nó chưa có hạnh phúc đó, thì các anh chị phải dò xét lại bên trong tâm trí của mình là các anh chị xem mối quan hệ đó là mối quan hệ như thế nào. Mối quan hệ vui thì đến, còn không vui thì lên đường, thì nó đúng cái chăng như vậy. Hay là một cái mối quan hệ các anh chị xác định rằng đây là mối quan hệ gọi là xác định luôn á, mối quan hệ bền vững lâu dài và đi với các anh chị 100 năm khi mà các anh chị tới 100 tuổi. Được mà. Và tất nhiên rồi, nếu mà các anh chị xem họ như một cái mối quan hệ cha mẹ là bên trong tâm trí của các anh chị xác quyết một điều là cho dù như thế nào, cho dù ra sao ha, thì cùng nhau đó để có thể là luôn tiến về phía trước. Và các anh chị chấp nhận cái người đó mà không bắt họ phải thay đổi cái này đi, thay đổi cái kia đi, thay đổi cái nọ đi. Bây giờ Diễm hỏi các anh chị là chính bản thân các anh chị muốn thay đổi một cái điều nào đó ha, trong mấy chục năm nay các anh chị có thay đổi được chưa? Mà bây giờ các anh chị phải bắt người khác phải thay đổi, mà bắt người khác phải thay đổi liền nha, bắt thay đổi liền. Còn chính bản thân của mình mấy chục năm nay có một cái thói quen thôi mà mình còn chưa chắc mình thay đổi được, mà bây giờ phải bắt người khác phải thay đổi, được mà nghe chị Hà. Nên là cái điều thứ nhất ở đây để cho các anh chị có thể là có được cái mối quan hệ tuyệt vời, không chỉ là chúng ta biết ơn ngoài cái miệng, mà là các anh chị đầu tiên là phải xác quyết ở bên trong tâm trí của các anh chị cái mối quan hệ này nó đối với anh chị nó là như thế nào, nó có phải là dài hạn và nó chỉ có một cái con đường thôi, đó là cái con đường cùng nhau hạnh phúc tới trên 100 tuổi trong sự thành công và giàu có khỏe mạnh hay không. Phải xác quyết trước các anh chị, các anh chị phải đấu định trước. Sau khi mà các anh chị đã xác quyết rồi, mối quan hệ này là mối quan hệ như là cha mẹ của mình á, đây là mối quan hệ như là cha mẹ của mình luôn, và chúng ta chỉ có một cái con đường như vậy thôi à, thì các anh chị, vũ trụ và tiềm thức sẽ giúp cho các anh chị có một cái con đường để các anh chị làm đúng được y chang như vậy. À, có thể là trong mối quan hệ đôi lúc cũng có một cái điều gì đó xảy ra, nhưng mà vì tâm trí của các anh chị xác quyết rằng đây là cái người sẽ đi với các anh chị cho đến cuối đoạn đường này luôn, thì cái cách cư xử của anh chị nó sẽ khác, cái cách nói chuyện các anh chị nó sẽ khác. À, và mọi thứ nó sẽ khác, nó xuất phát từ trong tư duy mình trước. Suy nghĩ nó sẽ ra cảm xúc nó ra hành động tạo ra kết quả, nên là các anh chị bắt đầu kiểm tra lại tư duy của mình. Tại vì nếu như mà các anh chị mong muốn, dù nói thật với các anh chị là trên khu vực vũ trụ này nó rất là dễ. Nếu mà các anh chị mong muốn người khác như thế nào đó với mình, rồi mà các anh chị mong muốn các anh chị thu hút những mối quan hệ như thế nào đối với mình, thì đầu tiên các anh chị phải là cái người đó trước đã. Nếu như các anh chị muốn một cái người mà trung thành thì các anh chị phải là người trung thành. Các anh chị muốn một cái người mà chung thủy với mình thì các anh chị phải là người chung thủy. Các anh chị muốn có những mối quan hệ tuyệt vời, họ có những tính cách như thế nào, thì các anh chị phải là cái người có tính cách đó, thì các anh chị mới thu hút những con người đó về được. Mới thu hút được những con người đó về được, đó là những quy luật vũ trụ á. Chứ không phải là thay vì các anh chị đi tìm kiếm, các anh chị bắt người này phải thay đổi cái này đi, anh chồng là phải thay đổi cái này đi, vợ phải thay đổi cái này đi, con phải thay đổi cái này đi, cha mẹ chồng phải thay đổi cái này đi. Đó mà các anh chị không biết rằng là các anh chị càng làm cái điều đó thì cuộc đời các anh chị này càng không vui. Tại vì không ai thay đổi gì cả cho đến khi chính các anh chị phải thay đổi. Và theo luật của vũ trụ là khi mà các anh chị thay đổi
thì mọi vật xung quanh nó sẽ thay đổi theo luật hấp dẫn, giống y chang vậy các anh chị. Nên nếu như mình không phải là một cái người chung thủy thì mình đừng bắt chồng của mình phải chung thủy các anh chị, không có đâu ạ. Các anh chị biết rằng ha, nếu như các anh chị muốn hút một cái người đối tác, một cái người đối tác chất lượng, một cái người đối tác chất lượng ha, mà các anh chị không phải là người chất lượng thì làm sao hút được? Tại vì sao các anh chị? Họ chỉ cần nói chuyện với anh chị vài câu thôi, họ cảm thấy cái anh chị, cái giá trị của mình không giống với họ, là họ không không họ không ở lại với mình được. Bây giờ Dũng hỏi các anh chị, là các anh chị là một người rất là chung thủy, mà các anh chị gặp một cái người mà đào hoa, vừa gặp như như nhìn họ thấy họ đào hoa luôn, thì các anh chị có muốn muốn bên cạnh người này không ạ? À? Ngay từ cái giây phút đầu tiên thôi là mình đã cảm thấy xác định luôn, người này không không có đúng với lại trong cái bảng tầm nhìn của mình, loại luôn ngay lập tức, không nói nhiều, không phải suy nghĩ, đúng không các anh chị ơi? Vậy làm sao mà hút được? Không thể nào hút được. Những người đào hoa thì chỉ thu hút những người đào hoa thôi, chỉ có những người chung thủy mới thu hút những người chung thủy thôi. Và các anh chị biết ha, nếu mà các anh chị đang làm cái công việc, và công việc của các anh chị, các chị đang làm công việc đi, và các anh chị muốn thu hút những cái người đối tác mạnh, những cái người đối tác giàu, nhưng mà nếu như mà các anh chị không có cái tư duy giống họ, các anh chị, thì họ cũng không làm việc với mình được. À, tại vì những cái người thành công và giàu có thì trong cái lúc họ làm việc á, họ rất là nghiêm túc, rất là kỷ luật. Nhưng mà nếu như họ chỉ cần làm việc với một ai đó mà không có những cái điều đó, ngay lập tức là không có cùng giá trị với họ, là họ không làm việc đâu. À, nên là nó phải đến từ chúng ta, nó phải xuất phát từ chúng ta trước, đó là quy luật vũ trụ đó. Các anh chị muốn mối quan hệ của mình như thế nào, muốn thu hút được ai ra sao thì nó phải đến từ chúng ta. Và các anh chị nhớ rằng khi mà các anh chị có cái sự thấu hiểu thì các anh chị mới có sự yêu thương được. Nếu mà các anh chị không thấu hiểu thì sẽ không có tình yêu thương sản sinh ra. Diễm kể các anh chị nghe câu chuyện ha. Đó là có hai chị em, có hai chị em này cũng cũng lớn lớn rồi chị, lớn lớn đó các chị ha, cũng tầm khoảng ví dụ như khoảng khoảng hai mấy tuổi rồi. À, có một hôm đó là ba mẹ đi có việc á, nên là hai chị em ở nhà giữ một cái đứa em nhỏ. Đứa em nhỏ này thì cũng tầm khoảng là từ 1 tuổi thôi. Nói chung là bà bé cũng khá là nhỏ. Cái là nửa đêm thằng nhỏ không chịu ngủ, nó khóc quá trời khóc, khóc quá khóc. Hai anh em này bực bội trong người đúng không ạ? Ôm dỗ các kiểu không chịu nín. Nào là ôm đi, ôm đứng, ôm ngồi, ôm là các thứ hết rồi mà nó không chịu nín. Không, thế là cái bà chị đang bực bội quá, không mà không biết phải làm sao, cũng chửi này chửi kia cũng làm đủ trò hết, mà cảm thấy là rất là không thoải mái rồi. Xong rồi có một cái người anh tới, không, và cái người anh mới ôm cái đứa nhỏ này, cái người anh sờ lên trán đứa nhỏ này đó, và thấy là cái trán đứa trẻ rất là nóng, bị đứa trẻ cái trán của nó rất là nóng. Đó. Thế là cái người anh kêu người chị là hãy sờ vào trán của đứa trẻ đi. Và thấy rằng là đứa trẻ nó rất là nóng, có nghĩa là nó đang bị chưa khỏe trong người ấy. Nên thành ra là nó mới khóc. Đúng không ạ? Và khi mà cái người chị này sờ đến đứa trẻ, cái là chuyện cái người chị này hiểu được cái vấn đề xảy ra liền. Đó là do sao ạ? À? Nó không khỏe trong người. Giờ bạn không khỏe trong người thì bạn có dễ chịu không ạ? Nó không khỏe trong người, đứa trẻ mà nó không khỏe trong người nó khóc thôi. Nên khi mà người chị mà họ thấu hiểu được cái điều đó, ồ thì ra nó không khỏe trong người nó khóc. Cái là cái người chị này sản sinh ra tình yêu thương, có được cái sự kiên nhẫn hơn, đúng mà thấu hiểu thì mới có cái tình yêu thương nghe chị ha. Còn nếu mà các anh chị không thấu hiểu thì các anh chị cũng không có tình yêu thương được. Và hãy xét quyết những cái mối quan hệ xung quanh các anh chị là mối quan hệ như thế nào, có phải là mối quan hệ như cha mẹ của mình hay không, và hãy yêu thương họ như chính họ. Mà tràn ngập trong cái lòng biết ơn, khi mà các chị tràn ngập trong cái lòng biết ơn, cái lòng biết ơn các chị lớn thì các chị sẽ chấp nhận được. À, họ sẽ có những cái điểm mạnh và họ sẽ cũng có những cái điểm chưa mạnh. Và nếu như mà các chị muốn họ thay đổi một cái điều này, một cái điều nào đó thì chính các chị phải thay đổi trước, chứ đừng nói gì đó. Thì các chị nói đó cũng vậy. Ở dịp chị cách các chị luôn đấy. Nếu như mà các chị muốn chồng của mình hay là vợ của mình hoàn thiện một cái điều nào đó, đừng có nói. Không có được, cái chị nói không được, chính bản thân cái anh chị thay đổi cũng chưa được mà. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Cái chị chỉ cần hoàn thiện chính mình trước. Hoàn thiện chính mình trước thì các anh chị sẽ thấy một cái phép màu xảy ra là sao?
họ cũng sẽ tự hoàn thiện luôn. Tại vì cái chị biết sao mà, cái chị ở bên cạnh họ suốt ngày mà, cái chị ám thị họ mà, nên khi mà cái chị làm một cái việc gì á, họ nhìn nhìn đi nhìn lại, nhìn đi nhìn lại, nhìn đi nhìn lại, riết cái họ bị ám thị, cái sau này họ làm việc đó y chang luôn. Được mà, nếu như mà muốn rằng cái người đó quan tâm mình hơn thì việc của mình là sao? Quan tâm người đó hơn, quan tâm ám thị luôn, đúng không? Ám thị ngày qua ngày, ngày qua ngày, thế là họ có điều đó. Nó hay lắm các anh chị nha, nên là khi mà các anh chị hiểu được những quy luật vũ trụ mà ứng dụng luật hấp dẫn, nó nhàn lắm. Vậy nói các anh chị, cuộc sống của mình sống nó nhàn là sao ạ? À? Không có cần mà phải bắt ai thay đổi cái gì chưa, chỉ cần chính mình thay đổi thôi thì tự nhiên là cái những cái người đó họ thay đổi thì nó nhàn. À, còn nếu như mà những cái mối quan hệ vợ chồng á thì các anh chị cần phải hiểu như này nè, chồng các anh chị hay là vợ các anh chị, họ là chính mình, họ là mình á, họ là mình là cái chị. Cái chị có tính toán chính mình không ạ? À, cái anh chị có tính toán chính mình là cái này cái kia cái nọ hay như thế nào không? Cái anh chị hãy xem chồng của mình hay là vợ của mình là chính mình, nên là khi mà các anh chị đối xử tốt với chính mình như thế nào thì hãy đối xử tốt với chính họ như vậy. Cái chị ăn cái gì ngon thì cũng muốn cho họ ăn, cái chị có điều gì tuyệt vời cũng hãy mang đến cho họ. Vậy xem họ là mình, chúng ta là một, là một nha cái chị, chứ không phải là hai. Đừng có tính toán rằng ôi anh thế này anh thế kia, anh thế nọ, anh cái lọ anh cái chai, không ạ. Mình với họ là một, và cái chị phải xét quyết rằng mối quan hệ này giống như mối quan hệ cha mẹ của mình ấy, yêu thương họ vì chính họ, và cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù chuyện gì như thế nào thì tình cảm cha mẹ là thiêng liêng nữa mà. Vậy thì tình cảm vợ chồng cũng y chang như vậy. Thì em nói các anh chị rằng là nếu như các anh chị xem các anh chị vợ chồng các anh chị làm một, à, và chúng ta đặt cái mối quan hệ, cái mối tình cảm nó xác định luôn là mối quan hệ rất là thiêng liêng trong cuộc đời của mình, và chỉ có một mối quan hệ này đi với các anh chị đến 100 năm luôn, thì cuộc sống của các anh chị, mối quan hệ của các anh chị sẽ khác. Nếu mà các anh chị muốn ai đó quan tâm mình thì mình hãy quan tâm họ trước. Phải có một lực tác động mà, giống nói các anh chị rồi, tất cả mọi thứ trong đời phải có một lực tác động trước. Nhờ các anh chị mong muốn như thế nào, cái chắc đã tác động y chang vậy đi, à, là các anh chị sẽ có được cái điều mà các anh chị mong muốn. Bao nhiêu trong số các anh chị hiểu rõ được điều này giống nói, các anh chị comment tôi em thấy ạ. À, và còn những anh chị mà chưa có vợ có chồng thì sao ạ? À, chứ vợ chồng thì rất là may mắn các anh chị, vì các anh chị biết điều này. Vậy thì các anh chị hãy ra một cái quyết định cho mình về cái người mà các anh chị mong muốn trong cuộc đời này, à, và ghi chi tiết rõ ràng cụ thể ra những cái điều mà các anh chị mong muốn, và sau đó mình biến chính mình thành cái người đó thì các anh chị sẽ thu hút người đó đến. Đơn giản các chị ơi, quá đơn giản luôn, ghi ra cụ thể rõ ràng rồi sau đó chúng ta sống mỗi ngày, chúng ta hoàn thiện chính mình nè, à, để mình trở thành cái con người mà các anh chị viết xuống ấy. Sau đó khi mà các anh chị, thời khắc mà các anh chị trở thành con người mà các anh chị viết xuống, thì các anh chị thu hút đúng cái người đó đến với cuộc đời của mình. Quá đơn giản, sống quá nhàn. Bao nhiêu số các anh chị thấy rằng là khi mình biết về luật hấp dẫn hay là sức mạnh tiềm thức thì mình sống quá nhàn nhã, quá nhàn nhã, mình cảm thấy nó quá là hạnh phúc đâu, thì comment tôi cũng thấy đấy ạ. Vậy thì từ đây về sau các anh chị còn phải bắt chồng các anh chị thay đổi gì nữa không ạ? À, anh chị nào từ đây về sau không bắt chồng phải thay đổi nữa đâu, comment tôi. Anh chị nào không bắt vợ phải thay đổi nữa, comment tôi. Mà mình yêu họ vì chính họ, yêu họ vì chính họ, cũng giống như là vì là cha mẹ của mình ấy, họ là người thân của mình mà các anh chị. Ai kêu các chị xem họ là người dân chị, rồi cái thành người dân thiệt, đúng không ạ? À, nhớ nha. Nên là việc của chúng ta chỉ là tập trung vào chính chúng ta, quán sát được chính chúng ta và thay đổi chính chúng ta thì mọi thứ xung quanh của chúng ta sẽ thay đổi. À, nên là các anh chị thấy tại sao những cái bộ óc thiên tài là cái nhân loại, hay là những cái bậc thầy trên thế giới, các anh chị họ luôn nói rằng là bạn cần phải có lòng biết ơn. Khi bạn có lòng biết ơn thì bạn sẽ có được nhiều hơn. Tại sao ạ? À, khi mà các anh chị biết ơn một ai đó, các anh chị nghĩ đến cái việc biết ơn một ai đó, các anh chị có cảm xúc tốt đẹp thì cái điều đó nó lại thu hút đối với chính mình. Nên là họ biết rằng khi mà các chị biết ơn một ai đó, có nghĩa là các anh chị đang đang giúp đỡ cho chính mình đó, các anh chị đang yêu thương chính mình, thu hút chính mình những điều tốt đẹp.
Còn nếu như mà cái chị chê trách một ai đó, chỉ trích một ai đó thì cái điều đó nó cũng đến lại đúng với là chính chúng ta luôn. Vậy thì các anh chị tập trung vào điều gì đây? Các anh chị tập trung vào lòng biết ơn để thu hút những điều tốt đẹp cho chính mình. Cái chị biết ơn người khác có nghĩa là các anh chị đang làm cho chính mình đó, không làm cho ai đâu ạ. Tại vì sao ạ? Cảm xúc của ai thì người đó hưởng, được chưa cái chị ơi? Dạ, cảm xúc của ai thì người đó hưởng nha. Cảm xúc của các anh chị người kia không có hưởng, mà cảm xúc của các chị là các chị hưởng, nên khi mà mình biết ơn một ai đó thì mình hưởng. Bao nhiêu số các anh chị thấy rằng là đúng rồi, vậy thì từ đây về sau tôi luôn tràn ngập trong lòng biết ơn thì comment tôi đó. À, và mình yêu thương họ là vì chính họ thì comment tôi rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành các anh chị. Đây, thực hành ha các anh chị, chúng ta bắt đầu thực hành. Đầu tiên là mình sẽ lặp lại từ bước 1 tới bước 3 cái phương pháp nhiệm màu số 1, có nghĩa là mình cảm thấy thật hạnh phúc. À, mình viết ra 10 10 cái điều mình cảm thấy hạnh phúc và viết lý do tại sao mình cảm thấy biết ơn. Đó, y chang như là hai cái ngày vừa rồi, ba ngày vừa rồi gì mấy cái chị làm ha. Sau đó là mình chọn ba cái mối quan hệ thân thiết nhất và thu thập ảnh của từng người. Thì bây giờ ảnh ở đâu? Lên Facebook họ lấy cái các anh chị. Chứ giờ nhà mình đâu có ảnh của họ đâu mà. Lên Facebook tải về. Trong ngày hôm nay các anh chị tải về ba 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 cái tấm hình ba mối quan hệ thân thiết. Các anh chị vô cái app Photoshop ghép họ vô để lên màn hình nền điện thoại giúp cho Diễm được không các chị ơi, để đảm bảo rằng chúng ta luôn thấy họ mọi lúc mọi nơi, mở lên cái thấy liền đó. Chứ giờ đi in hình đó thì Diễm nghĩ chắc là kia chị đi in hình, chắc một số anh chị là chắc là cũng không có thời gian không để mà đi in hình. Vậy thì cách nhanh gọn lẹ đơn giản nhất, lên Facebook của họ lấy hình về xong rồi ghép ba cái mặt đó tới với nhau. Anh chị nào mà không có cái app mà ghép ba mặt đó đến với nhau thì chút xíu nữa các chị nhóm sẽ gửi cái chị cái app đó hướng dẫn các chị làm. Ghép ba cái mặt đến với nhau xong để lên màn hình nền điện thoại luôn, để trong ngày hôm nay mỗi lần chúng ta bấm cái điện thoại lên chúng ta thấy họ thì sao ạ? Thì chúng ta cảm ơn và nói cái tên họ ra. Rồi, giống như tác giả nói này, cảm ơn Halay. Ok ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi ạ. Rồi bây giờ thì các anh chị sẽ viết 10 điều mà các anh chị biết ơn, 10 điều mà 10 điều hạnh phúc của các anh chị ha. Đó, và mời ban tổ chức có thể là mở lại cho mọi người cái trang, những cái trang mà viết 10 điều hạnh phúc ạ. À, tôi thật sự biết ơn vì điều gì và tại sao ấy. Rồi mời ban tổ chức mở lên ha, và chúng ta bắt đầu viết 10 điều mà các anh chị cảm thấy hạnh phúc và biết ơn hai các anh chị ha. Hôm nay là ngày 3. Rồi các anh chị ghi ha, hôm nay là ngày 3, mối quan hệ nhiệm màu. Và chúng ta làm từng bước luôn. Rồi các anh chị hãy viết 10 điều mà các anh chị biết ơn trong cuộc đời này đi ạ. Đúng rồi, các chị viết theo cái cú pháp ở trên màn hình đấy các chị. Tôi thật sự hạnh phúc khi có được cái gì, bởi vì tại sao, và với cả tấm lòng tôi biết ơn cái điều gì và bởi vì tại sao.
chừng nào viết xong rồi thì lên comment mình tôi cũng thấy mà. Ok ha, anh chị nào viết xong rồi thì chúng ta sẽ đọc lại danh sách và mình hãy nói ba chữ cảm ơn và cảm ơn ha. Sau đó các anh chị hãy cảm thấy biết ơn đối với cái điều đó càng nhiều càng tốt. Nếu như các anh chị cái điều đó thu hút được mình nhiều hơn. Rồi và bước tiếp theo các anh chị là mình hãy chọn ra ba mối quan hệ thân thiết nhất ha. Và các anh chị thu thập ảnh của từng người ha. Sau đó là mình sẽ đặt bức ảnh trước mặt mình. Mình viết ra 5 điều bạn cảm thấy biết ơn nhất về mọi người. Bây giờ thì các anh chị có thể mở điện thoại lên và các anh chị để hình của cái người bạn, cái người mà các anh chị muốn biết ơn trước mặt mình. Và sau đó chúng ta sẽ viết ra 5 điều bạn cảm thấy biết ơn nhất về cái người đó là cái gì. Các anh chị biết ơn người đó về cái điều gì. Đó, các anh chị bắt đầu viết ha, bắt đầu viết người thứ nhất, lấy hình họ ra nhìn và các anh chị biết ơn họ vì điều gì. Các anh chị sẽ thấy là tự nhiên là những cái người mà các anh chị viết xuống á, tự nhiên cái họ yêu thương các anh chị kinh khủng luôn. Hay lắm đó. Rồi, mời ban tổ chức có thể mở cái trang và có cái cú pháp cảm ơn ai đó bởi vì điều gì nhỉ? Rồi cú pháp ở trên màn hình nha các anh chị. Thank you.
đi và nhìn hình của cái người mà các anh chị biết ơn, thì các anh chị hãy viết xuống ha, là năm cái điều mà bạn cảm thấy biết ơn nhất về người đó là cái gì. Năm điều.
chị nào xong rồi thì có thể rồi, ok các anh chị ha. Anh chị nào xong rồi thì chúng ta comment số 1, và các anh chị nhớ rằng là chút xíu nữa ha thì các anh chị sẽ ghép tấm ảnh của ba cái mối quan hệ mà các anh chị biết ơn ngày hôm nay để lên cái màn hình điện thoại nha. Anh chị nào chưa biết cách ghép như thế nào thì hỏi trưởng nhóm của mình, các anh chị sẽ được hướng dẫn hai các anh chị ha. Để chúng ta ứng dụng một cách nghiêm túc ngày hôm nay. Rồi bây giờ thì chúng diễn với các anh chị mình sẽ cùng nhau thực hành làm chủ tâm trí tầm khoảng 10 phút. Bây giờ Diễm thấy là cũng tầm khoảng là 6 giờ 8 phút rồi. Thì chúng ta tới 10 phút là tầm khoảng gần 6 giờ 20. Nên là anh chị nào mà chúng ta có công việc mà các anh chị đi làm á thì không có kịp giờ thì các anh chị có thể là mình out sớm. Rồi các anh chị lựa một cái giờ nào đó các anh chị tự rèn luyện cũng được ha. Đó, còn anh chị nào mà bây giờ thì các anh chị vẫn chưa có tới cái giờ mà các anh chị bận việc hay đi làm á, thì các anh chị có thể ngồi đây và chúng ta sẽ cùng nhau để chúng ta rèn luyện luôn. Anh chị nào tới giờ đi làm rồi là các anh chị có thể sắp xếp công việc và lựa một khung giờ nào đó của các anh chị để các anh chị thực hành ha. Rồi ok, tất cả các anh chị đều xong chưa ạ? Anh chị nào anh chị xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu các anh chị ha, nhắm mắt lại đi ạ. Rồi mình sẽ cùng nhau làm chủ tâm trí trong vòng 10 phút nha các anh chị.
Rồi bây giờ các anh chị có thể mở mắt ra ha. Rồi mình hãy ôm cơ thể của mình ha. Đó, và hãy nói rằng là tôi yêu bạn ha các anh chị. Rồi ok, xin cảm ơn cả nhà của mình ha. Mình vừa hoàn tất xong cái buổi sáng ngày hôm nay. Và các anh chị hãy nên nhớ rằng là khi mà chúng ta làm chủ tâm trí á, là sẽ có những cái suy nghĩ nó chạy ra chạy vô. Đó, thì khi mà những cái suy nghĩ nó chạy ra chạy vô thì đơn giản chúng ta chỉ cần sao ạ? Nói rằng là cảm ơn bạn đã chia sẻ. Đó, sau đó chúng ta lại quay lại cái mục tiêu của mình, đó là tập trung vào hơi thở. Đó, chứ mà đừng có chửi những cái suy nghĩ của mình các anh chị ha. Tại vì em thấy có một số anh chị là có những suy nghĩ không tích cực vô, các anh chị chửi nó luôn. Đi ra kia kia đó. Mình hãy yêu thương cả những cái suy nghĩ của mình các anh chị ha, vì tất cả mọi thứ đều là năng lượng hết mà. Nên là nếu mà khi mà chúng ta rèn luyện cái tình yêu thương á, là phải luôn có tình yêu thương luôn cả những cái suy nghĩ của mình luôn, vì nó cũng là năng lượng nha các anh chị nha. Để sao à, để trong cuộc đời này các anh chị, khi mà các anh chị tràn ngập cái tình yêu thương và lòng biết ơn, thì những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến cuộc đời của mình, được không ạ? Rồi hẹn các anh chị tối nay vào lúc 9 giờ thì câu lạc bộ cũng đang có một cái buổi Zoom tối ha, hướng dẫn cho các anh chị cái cách để mà mình biết yêu thương bản thân của mình nhiều hơn là như thế nào. Thì hẹn các anh chị tối nay trên Zoom, được không ạ? Rồi xin chào cả nhà của mình. Ngày mai thì chúng ta vẫn tiếp tục ôn tập nha các anh chị, sáng mai vào lúc 4 giờ rưỡi sáng nha. Rồi chào cả nhà. Dạ vâng, cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Diễm. Tất cả các anh chị ở đây có thể là gửi một lời cảm ơn đến Chủ tịch Nguyễn Diễm của chúng ta được không ạ? Đã dành thời gian ra đến ở đây và hướng dẫn cho tất cả.